Đấy. Mọi người đang chơi ném bao rất là vui nhé các bạn nhé. Rồi rồi. Ờ, chơi 3 ván mới quyết định như 1 ván chưa được. Ok, 3 ván. 3 ván mới công bằng. Hai lần là xong rồi. Một lần nữa thôi, cẩn thận thôi. Một lần để gỡ nhá, một lần để thôi nhá. Ok. Cái này phải là ứng ý nhau thì mới ném được cho nhau cơ. Tự nhiên khi xong, tự nhiên nói xong một phát sợ quá anh đấy. Nhẹ nhàng tình cảm thôi nhá. Nhẹ nhàng tình cảm thôi mà. Sao em mà không biết gì? Phải chờ vờ rơi để cho đội bạn gỡ hòa chứ. Thôi, không cho gỡ gì hết. Cho gỡ hòa của đấy nó cao rồi. Thế là nó chắc hoa tháo hay thôi. Chia điều ra. Nó điều ra. Thế là lấy bọn tao đây, bọn tao treo thôi, bọn tao không. Thế? Ý là gỡ đi cái tài đúng không? Đúng rồi. Ôi, lần này rơi thì không phải là cố ý đấy nha. Không phải cố ý nhưng mà là cố tình. Mình còn nhiều cơ hội mà. Hai cắn xin 10.000 đây của 10.000 không sao mà. Gì? Hay là mình đứng sau nhỉ? Thôi mình đứng lại các bạn. Mình đứng, mình quay bạn kia tí. Anh quay đối diện cầu tí. Sau đó đứng gần đây là tim nó cứ bật bật đấy các bạn. Đấy, ở đây thì các bạn chơi rất là vui. Ném bao các bạn. Giao lưu kỹ thuật ném bao. Không thể lại đâu. Nhưng mà bọn tao vẫn bao mà. Bao đúng rồi. Có vẻ như bạn bên này chơi rất là sành các bạn. Bắt giỏi lắm. Mình cái này mình chơi lâu chưa em? Hay là từ nhỏ mình đã chơi rồi? Cái này thì bọn em kiểu chơi thường xuyên ý nhỉ? Vâng, không chơi thường xuyên ạ. Đây là mỗi dịp Tết thì mình chơi thôi ạ. À. Nên là kỹ thuật cũng không có nhiều lắm. Để anh tí anh đánh tâm lý bên này hay rơi em ạ. Anh đánh tâm lý đi. Em còn tháng chứ. Thế này em không dẫn người yêu đi chơi à? Không có anh ạ. Chắc phải có rồi chứ. Nói chung hẳn là có thì không có. Đang đi chơi để tìm anh nào. Người yêu thì nhiều nhưng mà quyết định thì chưa đúng không? Nói chung là bạn ấy cũng khó là khó rời đấy các bạn. Này thì chết rồi. Bắt đầu chơi chơi bao lực rồi. Bạn này hình như là mình đoán là bạn này chắc mình 17 tuổi không em? Nói chung nếu mà theo tháng thì em chưa được
À, 18 tuổi à? Thế bắt đầu được. Nhưng mà ở trên này có phong tục kéo kéo chưa kéo vợ không? Cái đấy là trước kia có, nhưng bây giờ thì ít ạ. À, trước kia có. Bây giờ cấm kiểu kéo là ra xã luôn đấy nhỉ? Vâng. Kiểu vì bây giờ là văn minh rồi các bạn, người ta không kéo như ngày xưa nữa. Cái ngày xưa bây giờ thì ít khi hiếm khi gặp. Nhưng mà nhìn bạn này rất là giống một bạn gì ở trên tivi nhé. Bạn nào? Không, nhìn giống thôi, nhìn điệu cười giống ấy. Kênh hay là bạn mua thị Dua? Không, Dua không, không giống Dua. Giống chơi bằng hai tay này á. À, rồi một tay ném một tay bắt đúng không? À, đổi tay à? Nhưng như thế không quen cho lắm là thử ra thử đi. Thử đi. Một tay bắt một lần. Ném thử nhá. Nha, mày thuận tay trái tao cũng thuận, cứ ném đi. Đỉnh nha. Có đảo tay không? À. Được mà, dễ mà. Làm chậm thì được đúng không? À. Không quên tay đâu. Tay nắm tay, tay bắt tay ném đúng không? Thử đi, thử đi, thử lại. Được mà. Không quên tay nha. Em phải chơi sao bạn ấy thua thôi. Hiểu rồi. Bạn trai à? Không à. Bạn à? Thế mình có cùng nàng không? Làng. Ừ. Có nghĩa là làng là ở ngay nhà ấy, cùng xóm ấy. À, một làng à. Thế biết nhau lâu chưa? Kể quen ấy, quen 25 à. Ở đây trên này mát nhỉ? Ở dưới anh nóng lắm. Ở trên đây khí hậu. Đấy, vừa anh thấy nó nắng, bây giờ là lại sương mù rồi, lại như kiểu sương rơi rồi. Có vẻ như bạn ấy chơi cũng khá là quen rồi nhỉ? Chắc là chơi nhiều rồi nên cảm giác rất là quen. Tết mới chơi một lần nhá. Anh cứ tưởng là thường thường là tối thứ bảy, tối chủ nhật hay chơi ở sân vận động ấy. Là tổ ăn tổ học cũng có thời gian đi chơi. À. Của em ở trường chủ yếu là ở trường. Còn ở trên Sapa là ôi. Là mà em cấp 2 nhá. À. Nhá mà em được nghỉ cũng phải thời gian mà em lên chơi. À. Ôi nãy giờ tôi dậy cả nào nhé. Anh dậy muộn. Tỉnh nhá. Bây giờ anh ăn phê. Nhiều nước thế á? Giỏi thế. À, lém ạ. Phi tiêu nhiều đấy cả. Bằng đấy á? Ừ. Hết 50. Không lo chết đói rồi. Được chia cho mấy lon cho mấy anh em bên kia nữa rồi. À. Anh ném ạ? Ừ. Đúng không? Đừng có ném không? Không lấy máy băng. Anh Hủ ơi. Anh sẽ nói thế chứ. Anh sẽ tao đánh rồi. Anh đi bên kia không biết được không? Thép có ước với nhau không nào? Ôi, lúc ôi. Mấy bạn này ném rất là giỏi nha các bạn nhé. À, nhiều khi cũng bắt trượt đấy nhỉ. À.
mình đến lâu chưa? Chắc đến từ sáng nhỉ? Ở đây là người ta chơi rất là vui nhé các bạn nhé. Đây này. Đấy. Anh đi đâu? Anh đang đánh nước. Anh như này cầm lên tôi đây chứ. Anh cầm hết đây. Ừ, 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 ừ